được tự tại đối với hết thảy tâm tâm số pháp và thành tựu vô lượng công đức của các Bồ Tát. Bấy giờ Phật Thu Nhiếp thần túc, đại chúng không còn thấy Phật A Xúc, hàng thanh văn Bồ Tát và cõi nước kia cũng không còn đối hiện trước mắt. Vì sao? Vì Phật đã thu nhiếp thần túc. Bấy giờ Phật bảo A Nan, hết thảy pháp không đối hiện trước mắt, pháp pháp không thấy nhau, pháp pháp không biết nhau, như Phật A Xúc, đệ tử Bồ Tát cõi nước không đối hiện trước mắt. Như vậy hết thảy pháp không đối hiện trước mắt, pháp pháp không thấy nhau, pháp pháp không biết nhau. Vì sao? Vì hết thảy pháp không có biết, không có thấy, không có tác, không có động, không thể nắm bắt, không thể nghĩ bàn. Như người viễn hóa, không có thọ, không có giác, không có chân thật. Bồ Tát tu như vậy là tu bát nhã ba la mật, cũng không nhiễm đắm các pháp. Bồ Tát học như vậy là học bát nhã ba la mật. Muốn được các ba la mật nên học bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì học như vậy là đệ nhất học, tối thượng học, vi diệu học. Học như vậy sẽ lợi ích an vui cho thế gian, làm nơi cứu hộ cho người không ai cứu hộ. Ấy là sở học của chư Phật. Chư Phật ở trong học ấy có thể dùng cánh tay phải cất 3.000 đại thiên thế giới lên, đem để lại chỗ cũ mà chúng sinh ở trong đó không ai hay biết. Vì sao? Vì chư Phật học bát nhã ba la mật được thí vô ngại, thấy pháp quá khứ vị lai hiện tại. Này A Nan, bát nhã ba la mật là tối tôn đệ nhất, vi diệu vô thượng giữa các môn học. Nếu có người muốn biết được bờ mé bát nhã ba la mật là không khác gì muốn biết bờ mé hư không. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật không có hạn lượng, danh nhân, cố thân, văn thân là có lượng, bát nhã ba la mật không có hạn lượng. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật vì sao không có hạn lượng? Phật bảo A Nan: Vì bát nhã ba la mật không có tận, không có cùng tận nên không có hạn lượng. Vì bát nhã ba la mật lìa tướng nên không có hạn lượng. Này A Nan, chư Phật quá khứ đều học bát nhã ba la mật ấy mà được độ. Vì bát nhã ba la mật nên không cùng tận, chư Phật vị lai cũng học bát nhã ba la mật mà được độ. Vì bát nhã ba la mật không cùng tận, mười phương chư Phật hiện tại đều học bát nhã ba la mật mà được độ. Vì bát nhã ba la mật không cùng tận, đã không tận, nay không tận, sẽ không tận. Này A Nan, muốn tận bát nhã ba la mật chẳng khác gì muốn tận hư không. Bát nhã ba la mật không thể tận, nay không tận và sẽ không tận. Thiền ba la mật cho đến thí ba la mật không thể tận, nay không tận, sẽ không tận, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều vô sinh, nếu pháp vô sinh làm sao có cùng tận. Bấy giờ Phật hiện tướng lưỡi rộng dài bảo A Nan, từ ngày nay nên ở giữa bốn chúng diễn rộng mở bày phân biệt bát nhã ba la mật, làm cho rõ ràng dễ hiểu. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật thậm thâm nói rộng các pháp tướng, người cầu thanh văn bích chi Phật, người cầu Phật đạo đều nên học trong đó, học rồi đều được thành tựu. Này A Nan, bát nhã ba la mật thậm thâm là cửa ngõ của hết thảy chữ. Từ bát nhã ba la mật thậm thâm có thể vào môn đà la ni. Các bồ tát học môn đà la ni ấy được biện tài lạc thuyết, nghĩa là tài biện luận vui vẻ giảng nói và làm cho người ta vui vẻ. Này A Nan, bát nhã ba la mật là diệu pháp của chư Phật ba đời, thế nên ta vì ông mỗi mỗi nói ra rõ ràng. Nếu có người thọ trì bát nhã ba la mật thậm thâm đọc tụng thân cận, thời người ấy có thể thọ trì vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Này A Nan, ta nói bát nhã ba la mật là đôi chân của người tu. Ông thọ trì bát nhã ba la mật đà la ni tổng trì, thời thọ trì được hết thảy pháp. Luận hỏi: Trời Đế Thích cớ sao nghi lời mình nói rằng tôi nói là thuận theo pháp và đáp đúng đắn chăng? Đáp: Trời Đế Thích chẳng phải là người nhất thiết trí, tuy được đạo quả ban đầu mà bắt động tham sân si chưa hết nên còn có sai lầm mà tự suy lường. Ta tuy có nhân duyên phước đức làm chúa tể chư thiên, tuy được ý vị của thánh đạo mà chưa có nhất thiết trí, hết thảy lậu hoặc chưa hết nên nói ra có thể sai lầm, không tự giác chi, vì thế nên hỏi. Lại nữa, trong chúng có nhiều vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển, vị A La Hán sạch hết lậu hoặc và hàng chư thiên ly dục, thấy Phật và Tu Bồ Đề với Trời Đế Thích cùng nhau vấn nạn, tâm không khiếp nhược liền nghĩ rằng Trời Đế Thích lậu hoặc còn chưa hết, làm sao có thể vấn nạn đến cùng tận bờ mé các pháp. Vì việc ấy nên Trời Đế Thích hỏi Phật. Lại nữa, Trời Đế Thích tự biết mình nói các pháp tướng không có sai trái, cầu Phật ấn chứng khiến người nghe tin thọ nên Phật liền chấp thuận. Hỏi: Cớ gì Phật chấp thuận lời Trời Đế Thích nói? Đáp: Trời Đế Thích tuy chẳng phải là người nhất thiết trí, nhưng vì thường theo Phật nghe pháp có sức đọc tụng mạnh nên nói ra có lý, Phật bèn chấp thuận.
Phật nói có ba thứ tuệ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Người có văn tuệ, tư tuệ sáng suốt nên có thể cùng người có tu tuệ vấn nạn. Thí như có thuyền đi theo dòng nước không tự dùng sức mà mau hơn đi bộ. Như A Nan tuy chưa liều dụng, chưa được thiền định thâm sâu mà có thể cùng với Phật và các vị A La Hán đã sạch hết lậu hoặc. Luận nghị thuận theo pháp không trái. Trời Đế Thích bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tu Bồ Đề ưa nói về không, khéo nói về không là bậc tối đệ nhất giữa hàng đệ tử Phật. Có nói gì cũng đều hướng về không, vô tướng vô tác, nghĩa là nói pháp bốn niệm xứ cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác đều là nhân duyên hòa hợp rốt ráo không. Phật nói với Trời Đế Thích: Tu Bồ Đề là người tu về rốt ráo không, đời đời tu tập, chẳng phải chỉ đời nay. Ông ấy do pháp môn không giải thoát mà vào đạo, cũng lấy pháp môn ấy giáo hóa chúng sinh. Ông ấy nếu vào pháp không thầm diệu, còn không thấy các pháp, huống gì thấy có người tu pháp ấy. Như kinh nói, thí ba la mật không thể có được, huống gì người tu thí cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình. Tu Bồ Đề tu hạnh không, muốn so sánh với Bồ Tát tu hạnh không, trăm phần chẳng kịp một. Hỏi, pháp không, chúng sinh không, lại còn cái gì không cùng tận mà nói trăm phần chẳng kịp một? Đáp, Phật dạy, trừ Phật ra, các thành văn bích chi Phật, không có ai bằng Bồ Tát. Thật tướng các pháp có nhiều tên gọi, hoặc gọi là không, hoặc gọi rốt ráo không, hoặc gọi bát nhã ba la mật, hoặc gọi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn trong đây gọi thật tướng các pháp là không hành, như giữa hết thảy các đệ tử thanh văn, tu Bồ Đề tu không hành hơn hết. Như vậy trừ Phật, các Bồ Tát tu không hành hơn nhị thừa. Vì sao? Vì trí tuệ có lợi độ mà thâm nhập có sâu cạn, nên tuy đều gọi là được thật tướng các pháp, nhưng người lợi căn thì được rõ ràng hơn. Thí như muốn phá bóng tối nên đốt đèn, lại có đèn lớn thời ánh sáng càng tỏ hơn, nên biết ngọn đèn trước tuy chiếu sáng nhưng bóng tối li ti không hết được. Nếu hết được thời, ngọn đèn sau trở thành vô dụng. Người tu về không hạnh cũng như vậy, tuy đều được đạo song vì trí tuệ có lợi độ nên vô minh có diệt hết và diệt không hết. Duy chỉ có trí tuệ Phật mới diệt hết các vô minh. Lại nữa, hàng thanh văn bích chi Phật không có tâm từ bi, không có tâm độ sinh, không có ý nguyện nghiêm tịnh cõi Phật, không có vô lượng Phật pháp, không có chuyển pháp luân độ chúng sinh, cũng không vào vô dư niết bàn, cho đến không có tâm nguyện lưu lại giáo pháp để độ sinh, không có tâm vào đời độ sinh, là thời kỳ làm Bồ Tát, thời kỳ làm Phật và thời kỳ diệt độ, nên chẳng phải chỉ do tu không hạnh mà bằng Bồ Tát được. Lại nữa, hàng nhị thừa ngộ không còn có phân lượng, chứ phải Bồ Tát không có phân lượng, giống như người khác uống nước sông, chẳng qua uống vừa đủ. Vậy đâu được nói đều tu không hạnh mà không thể có sai khác. Lại như chỗ trống của lỗ chân lông, muốn đem so với lỗ trống giữa mười phương không có lẽ ấy. Thế nên thành văn so với Phật và Bồ Tát ngàn vạn ức phần không kịp một. Phật phân biệt các lối tu không hạnh ấy, rồi bảo Đế Thích rằng nếu muốn tối thượng giữa hết thảy chúng sinh, nên tu bát nhã ba la mật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát học không hạnh của bát nhã ba la mật, vì không chấp thủ tướng không nên hơn nhị thừa, được vào pháp vô sinh nhẫn, vào Bồ Tát vị. Vì vào Bồ Tát vị nên được đầy đủ Phật pháp, Phật pháp là Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo đầy đủ nên được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng nên gọi là Phật. Người dứt các việc não tập khí, các việc ấy đều lấy không hạnh làm gốc. Hỏi, niết bàn là vô lượng, cớ sao nói niết bàn của nhị thừa chứng được có lượng? Đáp, nói trí tuệ có phân lượng chứ không nói thật tánh các pháp có phân lượng. Không nghe nói thí dụ nước lớn ư, đồ đựng có lượng, chẳng phải nước có lượng. Lại nữa, lượng vô lượng đối đãi nhau, đối với người phàm là vô lượng, đối với Phật đều lượng được hết, ngang bấy nhiêu phần, cho đến ngang bấy nhiêu phần là A-la-hán, bích chi Phật, Bồ-Tát, lại còn bao nhiêu phần pháp tính rốt ráo khác là Phật. Bấy giờ chư thiên ở trong hội chúng lấy hoa trời mạn đà la giải lên Phật, như trong kinh văn nói. Hỏi, hoa cúng dường Phật và tăng, cớ sao 800 tỷ kheo đây chỉ lấy cúng dường Phật? Đáp, hoa của chư thiên giải, các tỷ kheo được phần hoa rơi trên áo mình, thấy sắc hương của nó rất tuyệt diệu, nhân đó phát tâm đem cúng dường Phật. Bạch rằng, tôi từ nay sẽ tu hạnh vô thượng ấy, nghĩa là tu rốt ráo không, vô tướng, vô tác, vì độ hết thảy chúng sinh, nên hàng nhị thừa không sánh kịp như Phật đã nói. Bấy giờ Phật mỉm cười như đã nói trong phẩm hàng già đề bà, 800 tỷ kheo ấy là thiện tri thức của nhau, hạnh đồng, tâm đồng, đời đời cùng nhau tu tập công đức, nên cùng một lúc được làm Phật, đồng một danh hiệu. Do lấy hoa trời năm sắc cúng Phật, nên trong cõi nước thường mưa hoa trời mạn đà la đủ năm sắc. Phật nhân việc ấy tán thán bát nhã rằng,
Người muốn hành đạo Bồ Tát tối thượng hãy hành Bát Nhã Ba La Mật. Này A Nan, nếu có kẻ thiện nam tu Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm ấy, nên biết người ấy đến từ trong nhân đạo hoặc từ trên trời đâu xuất. Vì có sao? Vì trong ba đường ác tội khổ nhiều không tu Bát Nhã thậm thâm được. Ở trời cõi dục say đắm năm dục tịnh diệu tâm cuồng hoặc không thể tu. Trời cõi sắc đắm say hương vị thiền định nên không thể tu. Cõi vô sắc không có hình tướng nên không thể tu. Quỷ thần có đạo nhãn căn lợi vì bị phiền não che tâm nên không thể chuyên tu Bát Nhã thậm thâm. Chỉ trong nhân đạo khổ ít hơn ba đường ác. Vui không bằng chư thiên, các căn mắt tai ô trược nặng nề, thân phận nhiều thuộc địa đại nên có thể chế phục ý khổ vui mà thực hành Bát Nhã. Trên trời đâu xuất thường có vị Bồ Tát, còn một đời bổ xứ làm Phật. Chư thiên cõi trời kia thường nghe Bồ Tát ấy thuyết Bát Nhã, nên cái vui ngũ dục tuy nhiều mà có pháp lực mạnh hơn. Thế nên nói đến từ hai nơi, hoặc đến từ cõi Phật ở phương khác, hoặc đến từ cõi này nơi có Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa A Nan, nếu có người cầu Phật đạo có thể hỏi, có thể tin, thọ trì cho đến nhớ kỹ đúng, nên biết người ấy Phật thường dùng Phật nhãn trông thấy. Người ấy nên nghĩ rằng chúng ta trực tiếp theo Phật thọ trì, theo Phật phát tâm, gieo trồng căn lành chứ không từ nơi nhị thừa. Này A Nan, nếu có người tín tâm thanh tịnh không thể phá hoại, nên biết người ấy từng cúng dường vô lượng chư Phật, được thiện tri thức thù hộ nên có thể thọ trì. Hỏi, Phật cũng gọi là bóng, cũng gọi là dụng phước vô thượng. Nếu người theo Phật trồng căn lành, chắc chắn do pháp ba thừa mà vào Niết Bàn không hư dối. Như trong kinh Pháp Hoa nói, có người hoặc lấy một cành hoa, hoặc lấy ít hương cúng dường Phật, cho đến một lần xưng Nam Mô Phật, những người như vậy đều sẽ thành Phật. Nếu như vậy, có người nghĩ rằng chỉ cần tu năm Ba La Mật, khi muốn làm Phật mới quán không, cần gì thường tu Bát Nhã Ba La Mật, khó biết, khó được không hạnh. Đáp, do việc ấy nên Phật tự đáp với A Nan, nơi dụng phước của Phật tuy không hư dối nhưng cần phải được pháp ba thừa vào Niết Bàn, phải nên rõ ràng tu sáu ba la mật cho đến rõ ràng tu trí nhất thiết chủng mới chóng được thành Phật đạo, chịu khổ sinh tử không còn lâu. Bát Nhã có công đức lợi ích như vậy nên cần phải học. Này A Nan, vì Bát Nhã có công đức lợi ích như vậy nên ta phó chúc cho ông. Hỏi, Phật không có tham gì cho đến trí nhất thiết chủng, Phật được giải thoát vô ngại, thanh tịnh vi diệu. Đối với Phật Pháp còn không tham, cớ gì lại đem Bát Nhã Ba La Mật ân cần phó chúc cho A Nan như tuồng có tham kiết. Đáp, chư Phật vì lợi ích chúng sinh nên xuất hiện ở đời, hiện đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, có hào quang vô lượng, biến học thần túc, đều vì chúng sinh, đều làm lợi ích cho chúng sinh nhất, không gì hơn Bát Nhã Ba La Mật. Vì có thể dứt hết các khổ, Bát Nhã Ba La Mật nhờ nơi ngũ ngôn văn tự chương cú mà có thể hiểu được nghĩa nó. Thế nên Phật đem quyển kinh Bát Nhã ân cần phó chúc cho A Nan. Lại nữa, có người thấy Phật ân cần phó chúc nói rằng, đại sự Phật đã làm xong còn tôn trọng Bát Nhã, như vậy pháp ấy chắc chắn tôn quý, mầu nhiệm. Thí như trưởng giả giàu lớn khi sắp mệnh chung, đem bảo vật trao cho con, riêng ngọc báu như ý thầy ân cần phó chúc rằng, người chớ cho thứ châu báu này không có màu sắc nhất định, chất như hư không, nhiệm màu khó biết mà không thủ hộ. Nếu các vật khác, vật báu khác mất có thể được, còn châu báu này không thể để mất. Vị trưởng giả giàu lớn là Phật đem châu báu Bát Nhã Ba La Mật phó chúc cho A Nan, ông khéo giữ gìn thủ hộ đừng để mất. Ngoại trừ Bát Nhã Ba La Mật 12 bộ kinh tuy đều mất hết, lỗi ấy còn ít. Nếu mất một câu Bát Nhã, lỗi ấy rất nhiều. Vì sao? Vì pháp tạng Bát Nhã thậm thâm là mẹ của ba đời mười phương chư Phật, hay khiến người mau đạt đến Phật đạo. Như trong kinh này nói, ba đời chư Phật đều từ Bát Nhã mà được, cho đến vì hàng thanh văn thuyết pháp, trong ấy đều là việc tán thán Bát Nhã. Hỏi, thuyết pháp làm cho chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới đều được thành A-la-hán, tại sao không bằng đem một câu Bát Nhã dạy cho Bồ Tát? Đáp, việc ấy trước đã đáp rồi, nay sẽ lược nói. Chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới tuy đều được thành A-la-hán mà chỉ tự độ mình, không nhằm làm Phật. Nếu nói một câu Bát Nhã, người nghe sẽ được làm Phật. Như người trồng nhiều cây quả, có nhiều quả, chẳng bằng một người trồng một cây như ý, tùy sở nguyện của người đều được như ý. Trong Pháp nói cho hàng thanh văn không có đại từ bi, trong Pháp đại thừa một câu tuy ít mà có tâm đại từ bi, trong Pháp thanh văn đều vì lợi mình, trong Pháp đại thừa rộng vì chúng sinh, trong Pháp thanh văn không có tâm muốn biết rộng các Pháp, chỉ muốn mau lìa khổ già bệnh chết, trong Pháp đại thừa muốn mỗi mỗi rõ ràng biết hết thảy Pháp, trong Pháp thanh văn công đức có hạn lượng,
Trong Pháp Đại Thừa, bao gồm hết các công đức, không có bỏ sót. Đại tiểu xa khác nhau như vậy, thí như kim cương tuy nhỏ, song có thể hơn tất cả châu báu, chẳng được nói ít, không bằng nhiều. Phước đức của các vị A-la-hán trong 3.000 đại thiên thế giới, so với đem một câu bát nhã dạy cho Bồ Tát trong một ngày, cho đến trong giây lát, phước kia rất nhiều. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát tự muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng dạy người khiến được. Tự tu 6 ba la mật cũng dạy người tu. Bồ Tát có 2 công đức như vậy mà không thành Phật đạo thì không có lẽ ấy. Bây giờ Phật muốn làm rõ việc ấy nên dẫn chứng, cũng muốn chứng hết thảy pháp không, không đắm chấp hết thảy pháp không ấy, mà chỉ vì thương xót hết thảy chúng sinh nên phó chúc cho A Nan, như Phật A Súc và đại chúng trang nghiêm không đối hiện trước mắt, hết thảy pháp không đối hiện trước mắt cũng như vậy. Pháp mà mắt thịt mắt trời trông thấy đều là pháp giác vi hư dối không thật, còn pháp mà mắt tuệ mắt pháp mắt Phật trông thấy đều là pháp vô tướng vô vi nên không thể thấy. Nếu không thể thấy cũng không thể biết, pháp không tác vi cũng như vậy. Chúng hội Phật A Súc được trông thấy đều như huyễn như mộng, quán các pháp được như vậy gọi là Bồ Tát tu bát nhã, gọi là không đắm trước. Điều Phật phó chúc cũng không đắm trước, chỉ vì tâm đại từ bi nên tán thán bát nhã. Tướng hết thảy pháp tuy không thể nghĩ bàn, song vì lợi ích chúng sinh nên tán thán rằng học như vậy là học bát nhã. Nếu muốn được hết thảy ba la mật nên học bát nhã ba la mật như kinh đã nói rộng. Phật dùng nghĩa vô lượng tán thán bát nhã, trí tuệ Phật không thể cùng tận, công đức bát nhã cũng không thể cùng tận. Vì sao? Vì tướng bát nhã ba la mật không có hạn lượng, danh từ ngôn ngữ chương cú quyển số có hạn lượng, như các câu chữ trong các quyển kinh tiểu phẩm bát nhã, phóng quang bát nhã, quang tán bát nhã, vân vân có hạn lượng, còn nghĩa lý bát nhã không có hạn lượng. A Nan hỏi: tại sao bát nhã không có hạn lượng? Phật đáp: vì bát nhã tự lìa tướng, lìa tướng nên từ trước lại đây không sinh không nhóm, không sinh không nhóm nên không tận không diệt. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, vô lượng vô số chư Phật và đệ tử quá khứ dùng bát nhã ba la mật chiếu sáng 10 phương, độ vô lượng chúng sinh đều vào vô dư niết bàn. Vì bát nhã ba la mật nên không cùng tận, chư Phật vị lai hiện tại cũng như vậy. Thí như có người muốn đi cùng tận hư không, hư không không thể cùng tận, công đức của bát nhã ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Đã không tận, nay không tận, sẽ không tận. Có người biết quá khứ không cùng tận, nhưng cho vị lai hiện tại có cùng tận, thế nên nói 3 đời không thể cùng tận. Vì sao? Vì các pháp vốn vô sinh, làm sao cùng tận? Phải biết bát nhã ba la mật là không cùng tận nên phó chúc, như người đem bình dầu thơm phó chúc cho đệ tử, tuy không phải vì tiếc cái bình mà chỉ vì để giữ gìn dầu thơm. Ngôn ngữ văn tự hay giữ gìn nghĩa lý cũng như vậy, nếu mất ngôn ngữ văn tự phải nghĩa lý chẳng còn. Bấy giờ Phật vì người tín thọ bát nhã nên hiện tướng lưỡi dài phủ lên mặt, hỏi A Nan rằng: ta này ở giữa 4 chúng phó chúc bát nhã cho ông hãy vì chúng sinh giải nói hiện bày phân biệt làm cho dễ hiểu. Sở dĩ hiện tướng lưỡi rộng dài là theo tướng pháp của thế gian, lưỡi có thể phủ lên mũi là tướng không vọng ngữ, huống gì phủ lên mặt. Thế nên Phật chỉ cho chúng sinh rằng: thần ta từ cha mẹ sinh ra đã có tướng lưỡi ấy, nay muốn đem bát nhã ba la mật khiến ông tin hiểu. Vì các ông chưa được nhất thiết trí, không thể biết khắp, vì muốn khiến các ông tin nên hiện tướng lưỡi chứ chẳng phải dùng thần thông hiện ra. Phật đối với pháp thậm thâm trí tuệ thiền định còn không đắm trước, huống gì 8 pháp thế gian, lợi suy hủy dự xưng cơ đắc thất. Vì cái loại cúng dường mà lại làm việc hư dối, ở giữa hết thảy pháp như chim bay giữa hư không không bị chướng ngại. Phật chỉ vì bản nguyện độ sinh, tâm đại bi thương xót hết thảy, nên đem cái lợi đệ nhất là bát nhã ba la mật ân cần phó chúc cho ông. Lại nữa A Nan, người tu bát nhã ba la mật thậm thâm có thể vào môn Đà La Ni văn tự, nhận nơi một chữ mà liền chứng nhập rốt ráo không, nên gọi là Đà La Ni văn tự. Như các văn tự đều từ bát nhã ba la mật mà có được. Ngoài ra như văn trì Đà La Ni là nghe được rồi giữ gìn không mất, cũng đều do bát nhã ba la mật mà có được. Bồ Tát có được pháp Đà La Ni rồi, được môn biện tài như trước đã nói, trải vô lượng vô số kiếp nói một câu một nghĩa mà không bao giờ hết, ấy gọi là chân pháp của chư Phật 3 đời, lại không có pháp khác. Lại nữa A Nan, bát nhã là diệu pháp của 3 đời 10 phương chư Phật, như thành chỉ có 1 cửa, người 4 phương đi đến không có cửa khác đi vào. Này A Nan, ta này vì ông mỗi mỗi nói rõ ràng, nếu có người thọ trì bát nhã, chẳng phải chỉ thọ trì pháp ta,
mà cũng thọ trì vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật ba đời. Này A Nan, đời nơi ta đều nói Bát Nhã Ba La Mật là đôi chân của hành giả. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát được Bát Nhã thời có thể hành đạo Bồ Tát. Này A Nan, ông được Bát Nhã Đà La Ni nên có thể giữ gìn hết thảy Phật pháp. Hỏi: do sức văn trì Đà La Ni nên có thể giữ gìn, cớ sao lại nói có được Bát Nhã nên có thể giữ gìn hết thảy Phật pháp? Đáp: văn trì Đà La Ni có thể giữ gìn pháp có số lượng, Đà La Ni thế gian cũng có, như tù thì mà ngoại đạo cũng được văn trì Đà La Ni, tuy được trong ít lúc lâu ngày quên mất. Còn từ Bát Nhã được Đà La Ni thời thọ trì rộng rãi các pháp không bao giờ quên mất, đó là chỗ sai khác. Hỏi: Bát Nhã Bà La Mật cớ gì còn gọi là Đà La Ni? Đáp: thật tướng các pháp là Bát Nhã có nhiều lợi ích, được chúng sinh ái niệm nên có nhiều danh xưng, như Phật có 10 hiệu, và tự Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, hay dẫn đến bờ mé hết thảy trí tuệ nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tu Bát Nhã được thành Phật, đổi lại gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, như ở trong tâm tiểu thừa thời chỉ gọi là 37 pháp trợ đạo, ba cửa giải thoát. Nếu người muốn được nghe rồi không quên, thầy ở trong tâm người ấy gọi là Đà La Ni. Thế nên Phật nói thí dụ ngọc như ý, tùy theo màu sắc của vật ở trước nó mà thay đổi tên gọi. Phật nói mỗi mỗi công đức của Đại Bát Nhã cũng như vậy. Hết cuốn 79 theo bản Hán. Cuốn 80 giải thích phẩm vô tận thứ 67. Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm bất khả tận. Kinh: bấy giờ Túc Bồ Đề nghĩ rằng vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật rất sâu, ta sẽ hỏi Phật. Nghĩ rồi bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể cùng tận chăng? Phật dạy: hư không không thể cùng tận, nên Bát Nhã Ba La Mật không thể cùng tận. Bạch Đức Thế Tôn: làm sao có thể phát sinh Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: sắc không thể cùng tận, nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thọ tưởng hành thức không thể cùng tận, nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thí Ba La Mật không thể cùng tận, nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Giới Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không thể cùng tận, nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Cho đến Trí Nhất Thiết Trùng không thể cùng tận, nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Lại nữa, Tu Bồ Đề vô minh không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Hành không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thức không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Danh sắc không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sáu nhập không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sáu nhập không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sáu xúc không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thọ không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Ái không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thủ không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Hữu không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sinh không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sinh không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Giá chết, lo buồn, khổ, não, không, không thể cùng tận, nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Như vậy, Tu Bồ Đề 12 nhân duyên đây là pháp riêng của Bồ Tát, hay trừ các điên đảo biên kiến. Khi ngồi đạo tràng nên quán như vậy sẽ được trí nhất thiết trùng. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát vì hư không không thể cùng tận mà tu Bát Nhã quán 12 nhân duyên, thời không rơi vào nhị thừa mà an trú vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu cầu đạo Bồ Tát mà bị thoái chuyển trở lại là vì niệm lìa Bát Nhã Ba La Mật, người ấy chẳng biết thế nào là tu Bát Nhã Ba La Mật do hư không không cùng tận để quán 12 nhân duyên. Tu Bồ Đề, nếu người cầu đạo Bồ Tát mà thoái chuyển trở lại là vì không có sức phương tiện nên thoái chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không thoái chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác là đều vì có đủ sức phương tiện. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên do hư không không thể cùng tận mà quán Bát Nhã Ba La Mật, nên do hư không không thể cùng tận mà phát sinh Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, khi Bồ Tát quán 12 nhân duyên, không thấy pháp nào không do nhân duyên sinh, không thấy pháp nào thường trú bất diệt, không thấy pháp nào có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, mạng giả cho đến kẻ biết kẻ thấy, không thấy pháp vô thường, không thấy pháp khổ, không thấy pháp vô ngã, không thấy pháp tịch diệt, chẳng phải tịch diệt. Như vậy, Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật, nên quán 12 nhân duyên như vậy.
Tu Bồ Đà, nếu Bồ Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật được như vậy, khi ấy không thấy sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịch diệt hoặc chẳng phải tịch diệt, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, khi ấy cũng không thấy Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy do pháp ấy, thấy Bát Nhã Ba La Mật, không thấy thiền Ba La Mật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Tu Bồ Đà, vì hết thảy pháp không thể có được ấy, là nên tu Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát khi tu Bát Nhã không có gì sở đắc, thời ác ma sầu não như bị mũi tên bắn vào tim, như người có cha mẹ mới chết. Tu Bồ Đà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chỉ có một ma sầu muộn hay các ma trong 3.000 đại thiên thế giới cũng sầu muộn? Phật bảo Tu Bồ Đà, ác ma trong 3.000 đại thiên thế giới đều sầu muộn, như bị mũi tên bắn vào tim không thể ngồi yên. Tu Bồ Đà, Bồ Tát tu Bát Nhã được như vậy, khi ấy hết thảy thế gian trời người Atula không thể tìm được thuận tiện để làm cho người kia yêu não. Vì vậy Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hãy nên tu Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật là đầy đủ tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật làm sao đầy đủ tu thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí gì đều hồi hướng đến nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ tu thí Ba La Mật, Bồ Tát tu trì giới đều hồi hướng đến nhất thiết trí, thế là đầy đủ giới Ba La Mật. Bồ Tát tu nhẫn nhục đều hồi hướng đến nhất thiết trí, thế là đầy đủ nhẫn Ba La Mật. Bồ Tát tu tinh tấn đều hồi hướng nhất thiết trí, thế là đầy đủ tấn Ba La Mật. Bồ Tát tu thiền định đều hồi hướng đến nhất thiết trí, thế là đầy đủ thiền Ba La Mật. Bồ Tát tu trí tuệ đều hồi hướng đến nhất thiết trí, thế là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ 6 Ba La Mật. Luận: Tu Bồ Đề theo Phật nghe nói mỗi mỗi tướng của Bát Nhã Ba La Mật, ban đầu nghe nói tướng rốt ráo không, giữa nghe lời phú chúc thì tưởng như có, sau lại nghe nói không, đó là vì nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật vô lượng, mà danh từ chư cú của Bát Nhã Ba La Mật thì có lượng. Khi ấy Tu Bồ Đề nghĩ rằng vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật rất sâu, ta sẽ hỏi Phật vì sao rất sâu. Phật nói cho Tu Bồ Đề một ít phần chỉ để phá tập điền đạo của chúng sinh, nên không nói đầy đủ. Vì cớ sao? Vì không có người lãnh thọ được. Nếu người chấp thủ tướng như, Phật nói như cũng không, vì không có sinh trụ diệt. Nếu pháp không có sinh trụ diệt, pháp ấy tức là không có, pháp tính thật tế cũng như vậy. Nếu có người chấp thủ rốt ráo không, Phật cũng nói không phải. Vì sao? Vì nếu rốt ráo không là định tướng có thể thủ, thế là chẳng phải rốt ráo không, thế nên nói rất sâu. Ta sẽ lại hỏi Phật, Tu Bồ Đề nghĩ như vậy rồi, như lời Phật tự nói. Chư Phật ba đời đều dùng Bát Nhã Ba La Mật mà đắc đạo. Vì Bát Nhã Ba La Mật không cùng tận, đã không tận, nay không tận và sẽ không tận, thế nên ta nay chỉ hỏi nghĩa không tận. Phật đáp: Như hư không không tận, nên Bát Nhã cũng không tận. Như hư không không có thật pháp, chỉ có danh tự, Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật như hư không, không có gì của chính nó nên không thể tận. Làm sao Bồ Tát có thể phát sinh Bát Nhã Ba La Mật ấy? Nếu có thể phát sinh, làm sao trong tâm Bồ Tát lại phát sinh việc tu được, chứng được? Phật đáp: Vì sắc vô tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh, như sắc lúc đầu, lúc sau, lúc giữa, sinh không thể có được. Vì sắc sinh sắc, không thể có được, lìa sắc sinh sắc, không thể có được, sinh không thể có được, sinh không thể có được. Như đã phá tướng sinh ở trước, vì sinh không thể có được nên sắc cũng không thể có được. Vì sắc không thể có được nên sắc sinh không thể có được. Vì hai pháp không thể có được nên sắc như huyễn như mộng, chỉ dối gạt mắt người. Nếu sắc có sinh ắt có tận, vì sắc không sinh nên cũng không có tận. Sắc chân tướng tức là Bát Nhã Ba La Mật, thế nên nói sắc không thể tận, Bát Nhã Ba La Mật cũng không tận. Thọ tưởng hành thức thí Ba La Mật cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Lại nữa kinh nói, có thể sinh Bát Nhã là vì vô minh hư không, không thể cùng tận. Nếu người chỉ quán rốt ráo không, thời phần nhiều đạo vào bên đoạn diệt. Nếu quán có, thời phần nhiều đạo vào bên thường. Lìa hai bên ấy nên nói 12 nhân duyên không. Vì sao? Vì nếu pháp từ nhân duyên hòa hợp sanh, pháp ấy không có định tính. Nếu pháp không có định tính tức là pháp tịch diệt rốt ráo không, lìa hai bên ấy nên giả gọi là trung đạo. Thế nên nói 12 nhân duyên như hư không, không có pháp nên không tận.
Vô minh cũng do nhân duyên hòa hợp sinh nên không có tự tướng, không có tự tướng nên rốt ráo không như hư không. Lại nữa, vì nhân duyên sinh nên không thật, như kinh nói, nhân mắt duyên sắc sinh giác xúc, giác xúc từ vô minh sinh, giác xúc không ở trong mắt, không ở trong sắc, không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở trọng giữa, cũng không từ mười phương ba đời đến, định tướng của pháp ấy không thể có được. Vì sao? Vì hết thảy pháp vào như, nếu nắm bắt được định tướng vô minh tức là trí tuệ, không gọi là vô minh. Thế nên tướng vô minh, tướng trí tuệ không khác nhau. Thật tướng của vô minh tức trí tuệ, chấp trước tướng trí tuệ tức vô minh. Thế nên thật tướng vô minh rốt ráo thanh tịnh như hư không, không sinh không diệt. Vì thế nói rằng có được quán ấy mà hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức gọi là bát nhã ba la mật. Hỏi, nếu không có vô minh cũng không có các hành vân vân, làm sao nói 12 nhân duyên? Đáp, nói 12 nhân duyên có 3 loại. Một là đối với phàm phu dùng mắt thịt trông thấy, tâm điên đảo chấp ngã khởi các phiền não nghiệp, qua lại trong đường sinh tử. Hai là đối với hiển thánh dùng mắt pháp phân biệt các pháp, thấy giả bệnh chết sinh tâm nhàm chán muốn ra khỏi thế gian, tìm nguyên nhân của giả chết do sinh, sinh ấy do các phiền não nghiệp. Vì sao? Vì người không có phiền não thời không sinh, nên biết phiền não làm nhân duyên cho sinh, làm nhân duyên cho phiền não là vô minh. Vì vô minh nên điều đáng bỏ lại lấy, đáng lấy lại bỏ. Đáng bỏ gì? Đáng bỏ già, bệnh khổ và phiền não, nhưng vì điên đảo cho khổ làm vui nên lấy. Trì giới thiền định trí tuệ là gốc của sự lành, là nhân duyên của cái vui niết bàn. Việc ấy đáng lấy lại bỏ, trong ấy không có kẻ biết, kẻ thấy, kẻ làm. Vì sao? Vì pháp ấy không có định tướng, chỉ do nhân duyên hư dối tương tục sinh ra. Hành giả biết là hư dối không thật, thời không sinh hí luận. Chỉ vì muốn diệt khổ vào niết bàn, không cứu xét cùng tận tướng các khổ. Bà là đối với các đại Bồ Tát, là người đại trí loại căn, nên chỉ cứu xét cùng tận tướng cội gốc của 12 nhân duyên, không vì lo sợ mà tự thoái thất. Bây giờ không thấy có định tướng giả và chết rốt ráo không, chỉ do hư dối giả gọi là có. Vì cớ sao? Vì người phân biệt tướng các pháp thì nói giả chết là pháp tâm bất tương ưng hành, tướng ấy không thể có được. Đầu bạc vân vân là tướng màu sắc, không phải tướng giả. Hai việc không thể có được nên không có tướng giả. Lại nữa, người đời gọi tướng giả là tóc bạc, răng long, mặt nhăn, thân cong gầy gò, sức yếu, các căn mờ ám, nhưng việc ấy không đúng. Vì sao? Vì tóc bạc chẳng phải chỉ người già. Có người tuổi trẻ tóc lại bạc, người già tóc lại đen, gầy gò, thân cong, mặt nhăn cũng như vậy. Có người già mà các căn sáng suốt lanh lợi, người trẻ mà mờ ám, lại uống thuốc hoàn đồng tuy già mà trẻ. Như vậy, tướng già không có định tướng, chỉ do các pháp hòa hợp già gọi là già, lại như mượn bánh, trục, thùng, căm gọi là xe, đó chỉ là giả danh, chẳng phải thật. Lại nữa, trong các pháp rốt ráo không, tướng sinh không thể có được, huống gì có già, do các nhân duyên như vậy thì pháp già không thể có được. Vì không thể có được nên không có tướng, như hư không không thể tận, cũng như già, cho đến vô minh cũng như vậy. Phá tướng vô minh như trên nói, Bồ Tát quán thực tướng các pháp rốt ráo không, không có gì của chính nó, không có sở đắc. Cũng vì không chấp trước việc ấy nên đối với chúng sinh sanh tâm đại bi, chúng sinh vì vô minh nên đối với pháp hư dối điên đảo không thật, chịu các khổ não. 12 nhân duyên nói đầu chỉ là vì người phàm phu không tìm phải trái trong đó. 12 nhân duyên nói thứ hai là chỗ quan sát của hàng nhị thừa và Bồ Tát chưa được vô sinh pháp nhẫn. 12 nhân duyên nói thứ ba là chỗ quan sát của các Bồ Tát từ được vô sinh pháp nhẫn cho đến khi ngồi đạo tràng. Thế nên nói vô minh hư không không thể tận, cho đến lo buồn khổ não hư không không thể tận, nên Bồ Tát tu bát nhã ba la mật. Quán sâu về pháp nhân duyên như vậy, xa lìa các bên và điên đảo. Bên là bên thường, bên đoạn, bên có, bên không, bên thật, bên hư, bên thế gian hữu biên, bên thế gian vô biên. Điên đảo là nơi vô thường khởi lên phiền não chấp thường, vân vân. Quán 12 nhân duyên ấy, thời các bên và điên đảo dứt. Các phiền não có hai phần, một là theo người ngoại đạo tà kiến gọi là bên, hai là theo các chúng sinh khác, phiền não gọi là điên đảo. Quán 12 nhân duyên, thời hai thứ phiền não ấy đều dứt. Đó là quán 12 nhân duyên thứ ba rất sâu. Chỉ các Bồ Tát ngồi đạo tràng mới có thể quán. Trước tuy nói có thể quán nhưng chưa đầy đủ. Như trong kinh Thành Dụ, Phật nói, khi ta chưa đắc đạo suy nghĩ như vậy, chúng sinh đáng thương đi sâu vào đường hiểm. Thường thường sinh, thường thường già, thường thường chết. Qua lại ba cõi không biết đường ra, ta liền nghĩ rằng, vì nhân duyên gì có già chết,
Trong khi tìm cầu như vậy được trí tuệ chân thật, biết rằng sinh làm nhân duyên cho già chết, vân vân. Thế nên biết lối quán 12 nhân duyên nói lần thứ 3 khi ngồi đạo tràng mới có được, như kinh nói rộng. Lại nữa, quán 12 nhân duyên như vậy, vượt quá hàng nhị thừa, được trí nhất thiết trùng. Nếu có người thoái lui đối với Phật đạo là vì không được lối quán sâu xa ấy. Nếu được lối quán ấy, thời không thoái lui. Vì sao? Vì đã sầu vào rốt ráo không, thời không thấy thanh văn bích chi Phật địa, vì không thấy nên không trú ở trong đó. Lại nữa, người quán nhân duyên được như vậy, thời không thấy có một pháp nào chắc chắn tự tại, không do nhân duyên sinh, hết thảy pháp không tự tại đều thuộc nhân duyên sinh. Có người tuy thấy hết thảy pháp từ nhân duyên sinh, nhưng lại cho là từ tà nhân duyên sinh. Tà nhân duyên là cho rằng vi trần, thế tánh vân vân làm nhân duyên sinh các pháp. Thế nên nói không thấy pháp nào không do nhân duyên sinh, cũng không thấy pháp nào từ thường nhân duyên, như vi trần thế tánh sinh, như hư không thường. Thường thời không có sinh, hư không cũng không làm nhân cho vật khác sinh. Vì thế nên không có pháp nào từ thường nhân duyên sinh. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp thuộc nhân duyên sinh như vậy không tự tại. Vì không tự tại nên không có ta, cho đến không có kẻ biết kẻ thấy. Bây giờ Bồ Tát an trú trong 12 nhân duyên rốt ráo không, không thấy một pháp nào hoặc có hoặc không, vân vân, không thấy bát nhã, cũng không thấy dùng pháp ấy tu bát nhã, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như vậy. Ấy gọi là bát nhã ba la mật không có sở đắc của Bồ Tát. Được bát nhã ba la mật không có sở đắc ấy, đối với hết thảy pháp bèn được bát nhã không có chướng ngại gì. Bấy giờ ác ma rất sầu khổ. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy sâu vào 12 nhân duyên rốt ráo không, không vướng vào trong lưới ma về 62 tà kiến chấp có chấp không, chấp chẳng phải có chẳng phải không, vân vân. Tà này không có cách thuận tiện để phá Bồ Tát. Thí như người bắt cá, thấy một con cá lặn sâu trong dòng nước lớn, lưỡi câu không tới kịp, thời tuyệt vọng ưu sầu, và cũng như người mới mất cha mẹ. Lại nữa, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật không có sở đắc, được như vậy thời đầy đủ thí ba la mật, vân vân. Vì sao? Vì tu pháp ấy, thời các phiền não làm chướng ngại bát nhã đều bị bẻ gãy, ma chúa ma dân không tìm được thuận tiện để phá, đến các ba la mật được đầy đủ. Từ trước lại đây, tùy tu sáu ba la mật nhưng chưa thể được đầy đủ như vậy. Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm sao tu bát nhã ba la mật được như vậy, có thể đầy đủ thí ba la mật, vân vân? Phật đáp: Nếu Bồ Tát có bố thí gì đều hồi hướng đến nhất thiết trí, có hai hạng người độn căn và lợi căn. Người độn căn có bố thí nhiều ít đều chấp thủ tướng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người lợi căn phá chấp thủ tướng những ý đoạn sai lầm về pháp không, tín lượng cạn mỏng, không dùng nhất thiết trí, chỉ tìm thật tướng các pháp. Hai hạng người ấy đều không thể đầy đủ thí ba la mật. Một là hạng người vì tín lực nhiều, tuệ lực nhiều. Hai là người vì tuệ lực nhiều, tín lực ít. Một là hạng người vì tín lực nhiều, tuệ lực ít. Hai là người vì tuệ lực nhiều, tín lực ít. Này Phật nói tín lực, tuệ lực bằng nhau nên có thể hồi hướng đến nhất thiết trí. Tưởng niệm nhất thiết trí là tín lực. Đúng như nhất thiết trí mà hồi hướng là trí lực. Cho đến bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Giải thích phẩm 6 độ tương nhiếp thứ 68, Kinh Đại Bát Nhã phần 2 ghi phẩm tương nhiếp thứ 67. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thí ba la mật mà được giới ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi bố thí, đem công đức bố thí ấy hồi hướng đến nhất thiết trí, đối với chúng sinh giữ thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, ấy là trú trong thí ba la mật mà được giới ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thí ba la mật mà được nhẫn ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi bố thí bị người lãnh thọ thí sân giận, mắng nhục, nói lời hung dữ, khi ấy Bồ Tát nhẫn nhục không sinh tâm giận, ấy là Bồ Tát trú trong thí ba la mật được nhẫn ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thí ba la mật mà được tấn ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát khi bố thí bị người lãnh thọ sân giận, mắng nhục, nói lời hung dữ, Bồ Tát càng bố thí thêm và tâm nghĩ rằng ta nên cấp thí không nên tiếc gì, tức thời thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ấy là Bồ Tát trú trong thí ba la mật được tấn ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thí ba la mật được thiền ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát khi bố thí chỉ hồi hướng đến nhất thiết trí, không hồi hướng đến thành phần bích chi Phật địa, chỉ nhất tâm quán niệm nhất thiết trí, ấy là Bồ Tát trú trong thí ba la mật được thiền ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao trú trong thí ba la mật được bát nhã ba la mật? Phật dạy,
Bồ Tát khi bố thí biết việc bố thí là không như huyễn, không thấy, vì bố thí cho chúng sinh là hữu ích, vô ích. Ấy là Bồ Tát trú trong thí Ba La Mật, được Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, làm sao Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được thí Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật, thân miệng ý sinh phước đức bố thí giúp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với công đức ấy không thủ chứng thanh văn bích chi Phật địa, trú trong giới Ba La Mật, không cướp mạng sống kẻ khác, không cướp tài vật kẻ khác, không hành tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không miệng dữ, không nói thêu dệt, không tham lam tật đố, không sân giận, không tà kiến, thực hành bố thí, người đói cho ăn, người khát cho uống, cần xe cho xe, cần áo cho áo, cần hương cho hương, cần chuỗi anh lạc cho chuỗi anh lạc, hương xoa, đồ nằm, phòng nhà, đèn đuốc, các vật cần nuôi sống đều cấp cho hết, đem công đức bố thí ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hồi hướng như vậy, không đọa vào thanh văn bích chi Phật địa. Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật, được thí Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được nhẫn Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật, nếu có chúng sinh đi đến cắt xẻ từng mảnh, Bồ Tát không sinh tâm sân giận, cho đến chỉ trong một giây lát, tự nói rằng ta được lợi lớn, chúng sinh đi đến lấy từng chi tiết thân ta để dùng, ta không một niệm sân giận, ấy là Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được nhẫn Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được tấn Ba La Mật? Phật dạy, nếu Bồ Tát thân tinh tấn, tâm tinh tấn, thường không bỏ, nghĩ rằng hết thảy chúng sinh ở trong sinh tử, ta sẽ cứu vớt đem đặt trên đất cam lồ, ấy là Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được tấn Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được thiền Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không tham vào thanh văn bích chi Phật địa, nghĩ rằng ta sẽ trú trong thiền Ba La Mật độ hết thảy chúng sinh khỏi sinh tử, ấy là Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được thiền Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật không có pháp có thể thấy, hoặc tác pháp, hoặc hữu vi pháp, hoặc số pháp, hoặc tướng pháp, hoặc có hoặc không, chỉ thấy các pháp không ngoài tướng như, vì có Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện nên không đọa vào thanh văn bích chi Phật địa, ấy là Bồ Tát trú trong giới Ba La Mật được Bát Nhã Ba La Mật. Luận, cuối phẩm trước nói, làm sao Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ 6 Ba La Mật? Phật đã mỗi mỗi đáp, trong phẩm này Tu Bồ Đề hỏi, làm sao Bồ Tát tu một Ba La Mật mà thu nhiếp 5 Ba La Mật? Hỏi rằng 6 Ba La Mật mỗi tướng khác nhau, làm sao tu một Ba La Mật mà thu nhiếp 5 Ba La Mật? Đáp rằng Bồ Tát do sức phương tiện nên tu một Ba La Mật có thể thu nhiếp 5 Ba La Mật. Lại nữa, pháp hữu vi vì nhân duyên quả báo tiếp tục nhau nên tạo thành nhau, thiện pháp làm nhân duyên cho thiện pháp, các Ba La Mật đều là thiện pháp nên tu một thời nhiếp được 5. Lấy một Ba La Mật làm chủ, các Ba La Mật khác làm chi phần. Có Bồ Tát tu sâu về thí Ba La Mật, a trú trong thí Ba La Mật, khi bố thí cho chúng sinh được có tâm từ, từ tâm từ khởi lên thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, khi ấy Bồ Tát liền được giới Ba La Mật. Vì sao? Vì nghiệp từ là ba thiện đạo, căn bản của giới Ba La Mật là không tham, không sân và chánh kiến. Ba nghiệp từ ấy sinh ra ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng. Từ tức là thiện nghiệp vì lợi ích chúng sinh nên gọi là từ. Được tấn Ba La Mật là Bồ Tát vì nhất thiết trí nên bố thí. Bị người lãnh thọ giận là nếu thí chủ sướng rằng ta có thể bố thí hết thảy, nhưng người lãnh thọ không được vừa ý liền nói rằng ai bảo ông mời ta đến mà không theo ý ta. Giận là ý nghiệp ác, mắng là khẩu nghiệp ác, đánh hạ là thân nghiệp ác. Giận có thượng trung hạ, thượng là giết hạ, trung là mắng nhiếp, hạ là tâm giận. Bấy giờ Bồ Tát không sinh ba thứ ác nghiệp, ý nghiệp là gốc, nên chỉ nói ý nghiệp, nghĩ rằng đó là tội của ta. Ta mời người kia đến mà không thể làm vừa ý họ, do ta phước mỏng nên không thể bố thí đầy đủ. Nếu ta sân giận, thời đã mất tài vật, lại mất luôn phước đức, thế nên không nên giận. Được tấn Ba La Mật là nếu Bồ Tát khi bố thí bị người lãnh thọ đánh hạ, tâm không thoái thất không bỏ. Vì bố thí nên thân tâm siêng năng tinh tấn, nghĩ rằng ta đời trước không cố gắng bố thí nên nay không thể làm vừa lòng người lãnh thọ. Hãy nên siêng bố thí, không nên tính cả các việc nhỏ khác. Được thiền Ba La Mật là Bồ Tát bố thí không cầu phước lạc đời nay, không cầu làm chuyển luân thánh vương, vua trời, vua người đời sau.
cũng không cầu cái vui thiền định thế gian vì chúng sinh, nên không cầu cái vui niết bàn, chỉ đưa nhiếp các ý vào trong trí nhất thiết chủng, không cho tán loạn. Được bát nhã ba la mật là Bồ Tát, trong khi bố thí thường quán hết thảy pháp hữu vi tạo tác đều hư dối không kiên cố, như huyễn như mộng, khi bố thí cho chúng sinh không thấy có ích không ích. Vì sao? Vì vật bố thí chẳng phải nhất định là nhân duyên của vui, và có khi được ăn no bụng sình trướng mà chết, và có khi được của cải mà bị giặc hại, hoặc cũng vì được của cải nên sinh tâm sa tham mà đọa vào ngạ quỷ. Lại, tài vật là tướng hữu vi, niệm niệm sinh diệt vô thường, là nhân duyên sinh ra khổ. Lại nữa, của cải vào trong các pháp thời tướng rốt ráo không, không phân biệt có lợi không lợi. Thế nên Bồ Tát đối với người lãnh thọ không cầu báo ân, đối với việc bố thí không mong quả báo. Giả sử cầu quả báo, nếu người kia không đền đáp thì sinh oán hận. Bồ Tát nghĩ rằng các pháp rốt ráo không nên ta không có cho gì. Nếu cầu quả báo hãy nên cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác rốt ráo không như tướng bố thí, nên không thấy có ích. Vì rốt ráo không nên cũng không thấy có ích. Như vậy, ở nơi thí ba la mật có được năm ba la mật. Bồ Tát lấy giới ba la mật làm chủ, có thân, miệng, ý, thiện nghiệp, bố thí, đa văn, tư duy, trì giới giúp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sức chỉ giới lớn nên tổng quát gọi là giới ba la mật. Vì sao? Vì ở trong cõi dục, việc chỉ giới là trên hết. Còn việc bố thí, đa văn, tư duy, tu tập trí tuệ vì tâm ở cõi dục tán loạn nên đắc được mỏng manh. Như trong A Tỳ Đàm nói, pháp để ra khỏi sự trói buộc vào cõi dục sắc và vô sắc chính là thiền định thanh tịnh, pháp học vô học và niết bàn, Bồ Tát cho việc chỉ giới vân vân. Ấy không hướng đến thành vạn bích chi Phật địa, chỉ an trú trong giới ba la mật, không cấp mạng sống của chúng sinh cho đến giới không tả kiến. Đó là giới trợ đạo, đầy đủ 10 giới thiện đạo. Bồ Tát trú trong hai thứ giới ấy mà bố thí cho chúng sinh, nếu ân cần cho ăn, vân vân, như trong phẩm đầu đã nói rõ, đều đem phước ấy hồi hướng đến Phật đạo, không hướng đến nhị thừa. Vì sao? Vì Bồ Tát có hai thứ phá giới, một là làm 10 bất thiện đạo, hai là hướng tới thành văn bích chi Phật địa, trái với hai thứ ấy là hai thứ trì giới. Được nhẫn ba la mật là Bồ Tát ở trong giới ba la mật, muốn đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Nếu có chúng sinh đi đến cắt xẻo thân thể từng mảnh đem đi, cho đến Bồ Tát không sinh một niệm giận, huống gì khởi lên thân khẩu ác nghiệp. Hỏi, nhẫn nhục là đối với hết thảy việc xâm hại đều nhẫn được, cứ gì chỉ nói nhẫn trước việc cắt xẻo thân thể. Đáp, vật được ưa đắm, có trong có ngoài, trong là tự thân, đầu, mắt, tủy, não, vân vân, ngoài là vợ con châu báu, vân vân, tuy đều là vật ưa đắm, nhưng vật ưa đắm bên trong sâu hơn. Có người nói đắm đuối theo của cải mà chết, ấy cũng là thân. Lại, người ta phần nhiều tiếc thân, có khi tiếc của, vì tiếc của ít nên không nói. Lại, người ấy còn không tiếc thân, huống gì tiền của, thế nên chỉ nói việc lớn là đủ nhiếp việc nhỏ. Hỏi, Bồ Tát cho đến không sinh một niệm giận, đó là đối với thân biến hóa hay là đối với thân cha mẹ sinh? Nếu đối với thân biến hóa, thời không có gì kỳ lạ. Nếu đối với thân cha mẹ sinh, thì người chưa kết xử, làm sao không sinh một niệm giận được? Đáp, có người nói do phiền não, nghiệp làm nhân duyên sinh thân, Bồ Tát trong vô lượng kiếp vì chúng sinh mà ưa tu tập từ tâm. Dầu có bị cắt xẻ cũng không giận, như cha mẹ lành nuôi con dại. Tuy nó đái ỉa trên thân, vì lòng quá thương yêu mà không giận, lại thương nó không biết gì. Bồ Tát đối với chúng sinh cũng như vậy. Những người chưa được thánh đạo đều như trẻ nít, ta là Bồ Tát nên sinh tâm tử như cha mẹ. Dầu chúng sinh có gây ác đến với ta, ta không nên giận. Vì sao? Vì chúng sinh bị phiền não sai xử, không được tự tại. Lại nữa, Bồ Tát từ vô lượng kiếp lại đây, thường tu pháp rốt ráo không, không thấy người hại, người mắng, người lành, người dữ. Hết thảy đều như huyễn, như mộng. Những người sân giận đều là vô minh. Nếu ta đáp trả họ, thầy ta với họ không khác. Lại nữa, Bồ Tát nghĩ rằng chỗ đáng giận mà ta không giận, thời là lợi lớn. Được tinh tấn ba la mật là ở trong giới ba la mật, phần nhiều là hạng người xuất gia, thỉnh thoảng có hạng người tại gia. Hết thảy người xuất gia đều được vô lượng giới luật nghi, đầy đủ 40 thứ thiên đạo, sâu vào thời tướng các pháp, vượt quá thanh văn bích chi Phật địa. Ba thứ giới ấy gọi là giới ba la mật. Người tại gia không có vô lượng giới luật nghi, thế nên không đầy đủ ở trong giới ba la mật. Bồ Tát nghĩ rằng ta này bỏ cái vui thế gian mà vào đạo, không thể chỉ trú trong trì giới, vì trì giới là trú xứ của các công đức khác. Nếu chỉ được trú xứ không được các công đức khác, thời được lợi rất ít. Thí như người ở trong hòn đảo châu báu mà chỉ lấy được ngọc thủy tinh, thời lợi rất ít. Vì thế,
Nên Bồ Tát muốn đủ năm ba la mật nên thân tâm siêng năng tinh tấn. Thân tinh tấn là đúng như pháp làm ra của cải dùng đem bố thí, tâm tinh tấn là các ác tâm sàn tham vân vân hiện đến phá sáu ba la mật không để cho vào. Được hai thứ tinh tấn ấy rồi nên nghĩ rằng hết thảy chúng sinh chìm đắm trong sinh tử, ta nên cứu vớt đặt lên chỗ cam lồ. Người thành phần chỉ độ một thân, còn không nên giải đãi, muốn gì Bồ Tát độ mình, độ chúng sinh mà giải đãi. Vì lẽ ấy nên ta không nên giải đãi phế bỏ. Tùy thân khổ nhọc mà tâm không nên ngừng. Vì cớ sao? Vì pháp đại thừa này, nếu không vận dụng, thời bị bại hoại. Được thiền ba la mật là Bồ Tát ở trong giới ba la mật, hoặc vì chưa được pháp vô sinh nhẫn, nên gió phiền não thổi động cây đại nguyện, muốn phá hoại giới ba la mật ấy. Bây giờ nên cầu cái vui thiền định, trừ bỏ cái vui năm dục lạc. Cái vui năm dục trừ, nên giới được thanh tịnh, phiền não tuy chưa dứt hết, cũng đã bị nhiếp phục, nên không thể gây loạn. Thí như rắn độc, vì bị sức chú thuật nên độc không thể phun nhầm. Thiền là bốn thiền, bốn định, vô sắc, bốn tâm vô lượng. Bồ Tát được thiền, tâm tùy mềm dịu, song vì an trú trong giới ba la mật nên cũng không thủ lấy thành văn bích chi Phật địa. Bồ Tát nghĩ rằng, ta nên tu thiền ba la mật, không vì niết bàn tiểu thừa, cũng không vì quả báo, chỉ vì độ chúng sinh nên nói thật tướng các pháp. Trí thật tướng ấy từ thiền định sinh, tâm ấy không bị giác quán làm lay động, cũng không bị tham dục xuất nhuế làm ô trược. Buộc tâm một nơi thành tịnh, mềm dịu, thời phát sinh thật trí, như nước đứng lặn, thời chiếu sáng phân minh. Bồ Tát ở trong giới ba la mật được thiền ấy, được thiền định nên tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh nên biết các pháp như thật. Pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp sinh, hư dối. Bồ Tát lấy mắt tuệ quan sát, không thấy pháp hữu vi ấy có thật. Pháp hữu vi có nhiều tên gọi là tác pháp hữu vi, số pháp, tướng pháp, hoặc có hoặc không. Vì hữu vi nên có thể nói vô vi, tướng hữu vi còn không thể có được, huống gì vô vi. Hỏi pháp hữu vi là có tướng, pháp vô vi là không tướng, sau này trong pháp hữu vi lại nói không có tướng. Đáp, vô vi có hai thứ, một là tịch diệt không có tướng, không có hí luận như niết bàn, hai là đối đãi nhau, không có nhân nơi có mà sanh. Như ở tại miếu đường không có con ngựa, thời có thể sinh vô tâm. Vô tâm ấy là nhân duyên sinh phiền não, làm sao là pháp vô vi được? Vì Bồ Tát không thấy pháp có không, chỉ thấy các pháp như như pháp tánh thật tế. Hỏi, ông trước nói lìa có, thời không có không? Sao? Này sao nói thấy như như pháp tánh thực tế? Đáp, không thấy pháp hữu vi hoặc thường lạc ngã tịnh, pháp hư dối ấy. Nếu không có, tức là pháp thật. Vì thấy pháp vô sinh nên có thể xa lìa pháp hữu sinh. Pháp vô sinh ấy không có định tướng có thể thủ đắc, chỉ có khả năng khiến người ta xa lìa pháp hữu sinh hư dối, nên gọi là vô sinh. Nếu có được trí tuệ như vậy, lại do sức phương tiện và bổn nguyện bi tâm, nên không thủ chứng nhị thừa, mà thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là Bồ Tát ở trong giới ba la mật, được đầy đủ năm ba la mật. Hết cuốn 80 theo bản Hán. Hết tập 4. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.